À, theo lời hứa với các bạn thì mỗi tháng mình sẽ cập nhật vài sản phẩm mới, nhưng mà lâu quá rồi mình chưa làm sản phẩm. Hôm nay thì theo nhu cầu của một khách hàng đặt mình làm cái bộ này. Bộ này là bộ điều khiển đóng mở cửa xe ô tô bằng remote, có hai remote, khách đặt là hai remote ha, AB nhấn A chạy tới, nhấn B chạy lui. Bộ này hoạt động theo điện áp bình xe là 12V. Nó có hai dây anten. Ở đây là mình test thử, là mình dùng cái motor này để test thử. Đây là cái dán cái màu đỏ đây, nó quay theo cái, mình dễ nhìn cái chiều quay. Bây giờ mình sẽ cấp điện cho nó. Hai sợi dây trắng là điện cho motor. Thì mình cấp cộng trừ gì cũng được, tại vì nó sẽ đảo cực motor. Thì mình muốn nó cửa chạy tới hay chạy lui thì mình sẽ đảo lại. Ở đây mình sẽ có hai cọng dây vàng và đen. Cặp dây đen là mình sẽ điều khiển cho nó là stop ở khúc mở cửa, này là stop ở khúc đóng cửa. Tức là khi cửa đóng, tức là bình thường mình sẽ gắn vào cái công tắc hành trình. Là khi công tắc hành gắn vào công tắc hành trình thì hai dây vàng này nối lại với nhau. Khi cửa đóng lại thì nó đụng vào công tắc hành trình, hai cái điểm này sẽ hở ra. Bây giờ mình sẽ dùng một cái công tắc tương tự để làm cái bộ thí nghiệm này. Mình tạm dừng video để mình hàn hai công tắc vô. Rồi, bây giờ mình đã hàn xong. Đây là công tắc thường đóng. Đó là nút nhấn thường đóng. À, còn hay là mình, nếu mình gắn lên xe mình gắn công tắc hành trình, mình gắn cái loại xịn hơn. Cái này là mình gắn cái này để mô phỏng cái này thôi. Mô phỏng này ví dụ như cửa trước nè, màu vàng nè, mình gắn ở cái cửa đóng lại, cái cửa đóng lại nó nhấn vô. À, còn đây cửa mở ra là mở hết cái cửa, nó sẽ nhấn lại, nhấn vô nút này. À, rồi bây giờ mình sẽ cấp điện cho cái mạch này nó chạy. Mình đã chuẩn bị sẵn cái dắt ha. Lúc mình cấp điện lúc ban đầu thì motor nó bình thường, không có gì hết. Cái này mình sẽ khó hình dung là mình nhìn theo cái tem này, nó sẽ giật bên trái hay giật bên phải ha, là biết chiều tới chiều lui thôi. Hai remote này được cài sẵn giống như nhau, cắt một cái dùng. Mình sẽ nhấn nút A. Coi nhìn nè. Rồi, chắc là nó chưa có điện. Mình chờ chút. Ngay đây mà ta. Thôi, nó bị lộn dây điện. Lúc nãy mình gắn lộn cái dắt này, lộn cộng trừ, không sao hết. Mạch này nó có bảo vệ ngược cực, hai dây khác nhau ra cùng một lỗ nè. Đây nó có từng cặp nè, đen nè, trắng trắng nè. Trắng trắng là nối vô motor nè, đen là nối vô công tắc hành trình, vàng nối vô công tắc hành trình. Cặp hai khác màu này có cộng trừ, trắng là cộng, xám là trừ. Mình nối vô cái dắt này, mình chuẩn bị sẵn là pin đây. À, pin có cộng trừ. Cấp điện. Mình cấp điện thì nó im ru, cũng như bật chìa khóa xe lên á, mà nó không có chạy gì hết. Bây giờ cửa thì không biết là đóng hay mở. Giả sử như cửa mở đi. Cửa mở thì nó nhấn vô. Đây, hoặc là cửa cửa đóng thì bên đây nhấn vô. Rồi, im ru, không có gì hết. Bây giờ mình nhấn thử nút A nha. Mình không biết khi hiện tượng hai cái này nó hở ra như thế này là cửa nó đang nằm giữa xe. Bây giờ giả sử như cửa xe đóng thì cộng dây vàng là sẽ nhấn nút vàng vô, là mình sẽ nhấn nút A. Mình đã cài mặc định rồi, nút A là đóng cửa, nhấn đóng nè, motor không quay. Bây giờ nhấn nút B để mở cửa.
Motor sẽ quay, quay qua phía bên trái là nó mở cửa. Nó mở cửa là cánh cửa nó sẽ chạy. Cánh cửa nó sẽ chạy cho đến một lát thì nó sẽ trúng vô cái nút dây màu đen này, là nó trúng vô cái nút cuối, là cửa nó mở ra, nó chạy qua bên trái, trúng vô cái nút nè, trúng vô. Motor dừng lại. Motor đã dừng lại rồi. Mình có nhấn nút B nữa thì cũng không có tác dụng. Bây giờ tức là cửa đã mở. Cái nút này nó ép vô nè, cửa mở rồi, motor dừng lại. Mình muốn đóng cửa mình nhấn nút A. Motor đã chạy tới. Motor chạy tới. Rồi khi motor chạy tới thì nó chạy đến cái cửa đó, thì nó lại trúng vô con dây màu vàng này. Motor sẽ dừng lại là đóng cửa. Nhấn nút A nữa cũng không có tác dụng. Rồi. Xong. Bây giờ cái trường hợp là chúng ta là hai cái cửa này, hai cái nút này mình cho nó nhả ra, tức là cửa nó đang chạy. Nó đang chạy ở nằm cái giai đoạn giữa của cánh cửa, tức là không đóng và cũng không mở, tức là đang chạy nửa cửa. Mà bạn muốn cho nó chạy ngược lại thì mình sẽ bấm cái nút này nó ngược lại, hoặc là bấm ngược lại. Đó. Nó sẽ đảo chiều. Rồi rút dây luôn. Chờ một chút, mình sẽ đắp nó lại. Giờ cái này nút remote này nó còn thêm một cái chức năng nữa, trong trường hợp nữa là ví dụ như các bạn đang ví dụ không bấm mở cửa ha, hay đóng cửa thì chẳng hạn ha, motor quay nè, quay tới nè, quay lui nè. Trong trường hợp này và bạn muốn nó dừng lại ngay chính giữa cái cửa thì bạn nhấn hai nút. Bạn nhấn giữa hai nút. Mình nhấn hai nút dở quá nó không ăn. Rồi, cái video test cái bộ đóng mở cửa chỉ có vậy thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nhớ bấm vào nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo nữa của mình nha. Đây chỉ là một cái sản phẩm đặt hàng của khách thôi. Cái này mình chưa có kinh doanh đâu. Khi nào có thì các mình sẽ để cái đường dẫn ở phía dưới cái đoạn video này. Các bạn thấy video này thích thì các bạn hãy chia sẻ nó giùm mình. Nhớ bấm đăng ký. Mình sẽ cố gắng cập nhật mỗi tuần một video. Chào các bạn nha.